Xin chào mừng tất cả quý vị tới với chương trình của đài và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chúng tôi từ trước đến nay. Hôm nay thì chúng tôi xin trình bày với quý vị một vấn đề, mà vấn đề này là cái mà nó đang nóng hổi trong nước Mỹ cũng như là liên quan rất nhiều tới những người Việt của chúng ta, bởi vì người Việt của chúng ta cũng từng gặp cái tình cảnh như là của cái người Afghanistan năm 2021. Chúng ta thì đã gặp tình trạng này năm 1975, và chúng ta đã bỏ nước ra đi, gặp rất nhiều những cái nguy hiểm trên đoạn đường vượt biên. Và đó chính là cái cảnh khi mà nhìn thấy người dân Afghanistan thì chúng ta nghĩ ngay tới cái thân phận của chúng ta cách đây mấy chục năm. Vâng. Thưa quý vị, 20 năm khi mà chúng ta từ năm 1954 tới năm 1975, tức là khoảng 20 năm chúng ta rơi vào tay Cộng sản, thì bây giờ cũng gần 20 năm thì Afghanistan cũng đã bị, cái chính quyền của Afghanistan đã bị sụp đổ với cái tình trạng rất là hỗn loạn của Afghanistan. Có nhiều người ví rằng cái tình trạng của Việt Nam cũng năm 1975 cũng giống như tình trạng của Afghanistan, là Việt Nam thì các phi cơ trực thăng của Hoa Kỳ bay vần vũ trên bầu trời để mà đón những người Mỹ di tản. Nhưng mà người ta nói rằng cái việc đó là khác, bởi vì cái hình ảnh là cái chiếc trực thăng trên nóc đoàn đại sứ Mỹ, trong khi thầy hình ảnh của trực thăng không ở nóc đoàn đại sứ Mỹ mà ở cái dinh tổng thống. Thực sự dù là hình ảnh nào chăng nữa thì cũng là một sự tháo chạy giống hệt nhau chứ không khác nhau gì cả. Bởi vì chúng ta cũng thấy rằng những người Việt hồi đó cũng có những người bám vào phi cơ trực thăng để mà dáng có thể thoát được khỏi cái cảnh mà rơi vào trong tay Cộng sản Bắc Việt. Trong khi đó thì ở bên Afghanistan, chúng ta cũng nhìn qua hình ảnh, chúng ta thấy rất nhiều những cảnh thương tâm của những người mà đón bám vào phi cơ nhưng mà rồi cuối cùng rớt xuống, bởi vì không vào được trong phi cơ, và dĩ nhiên là họ chết. Cái việc mà di tản của Hoa Kỳ năm 1975 với lại sự di tản của những người Mỹ hoặc là của những người thân nhân của gốc làm cho Mỹ năm 2021 nó khác nhau vô cùng. Bởi vì cái việc di tản của chính quyền của quân đội Việt Nam Việt Cộng Hòa nó có thứ tự, nó có lần lượt, nó có thứ tự từ miền Trung và miền Nam, và từ miền Nam thì đã được bốc đi một cách trật tự, tương đối trật tự. Nhưng mà trong khi đó thì hình ảnh của những người lính của Hoa Kỳ hoặc là những người làm việc cho chính phủ Afghanistan ấy, hoàn toàn là rất là hỗn loạn. Có nghĩa là ông Biden ấy không có một kế hoạch để mà di tản, cho nên làm cho cái tình trạng nó càng ngày càng bi đát hơn. Ví dụ chúng ta thấy rằng khi mà Mỹ bỏ cái căn cứ quân sự đầu tiên, căn cứ không quân đầu tiên, mà cái nơi đó rất là quan trọng để có thể tiếp tế, có thể mang những người Mỹ hoặc là những người mà có làm việc cho chính phủ Mỹ đi một cách dễ dàng, thì bỏ dấm túi, bỏ ban đêm. Và quý vị biết rằng cái việc ông Biden ra lệnh, và Bộ trưởng Quốc phòng, chúng tôi không hiểu tại sao Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ lại tối tăm đến mức độ đó, nghe lệnh ông Tổng thống. Đáng lý là Bộ Quốc phòng hay cơ quan CIA phải làm cố vấn cho ông Tổng thống, bởi vì ông Tổng thống này ông đâu có biết gì về quân đội, và ông ấy là người mà chúng ta thấy cái cách nói làm việc của ông ấy có vẻ là không, là người không còn trí nữa. Thì đáng lý Bộ Quốc phòng hoặc là cơ quan tình báo CIA phải báo cáo, phải làm thế nào để cho có một kế hoạch rõ ràng, dứt khoát và có thứ tự. Cho nên khi mà người Mỹ rút ra khỏi cái căn cứ không quân lớn của Mỹ tại miền của Afghanistan, thì lúc đó là rút ban đêm, cũng giống như ông Obama bỏ Iraq rút ban đêm. Chúng ta nhớ lại là lúc đó ông Obama bỏ Iraq, rút ra khỏi Iraq, tháo chạy khỏi Iraq ban đêm, và quân đội Mỹ rút ra qua đường nào? Quân đội Mỹ dưới thời Obama rút ra qua đường Kuwait, và trên đường rút đi đó thì Mỹ bí mật
đút tiền cho các nhóm bộ tộc ở dọc đường để nó không tấn công nước Mỹ, và để lại toàn bộ khí giới cho tụi ISIS. Và lúc đó, đó tụi ISIS nó có khí giới của Mỹ, nó tiến công ào ạt vào Iraq và gần tới thủ đô Baghdad. Nhưng mà may sau nữa, và cuối cùng thì tụi ISIS muốn biến cái Iraq một phần của Syria và Afghanistan trở thành một cái vương quốc Hồi giáo. Nhưng mà may mắn là chúng ta có ông Donald Trump đã giải quyết một cách rất là gọn nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn đã dẹp tan tụi ISIS. Và như thế chúng ta mới thấy rằng cái khả năng cầm quân của Tổng thống Donald Trump là siêu việt. Nhìn lại cái lúc mà ông Donald Trump giết cái tên Abadani ở Syria một cách rất là gọn nhẹ, cũng như là tên giết cái tên Qasem Soleimani ở tòa đại sứ Iraq một cách rất là gọn nhẹ. Mà khi mà ông làm điều đó, ông tập hợp các tướng lãnh lại để ngồi để coi ông ấy và cố vấn với ông, coi ông điều cái binh khiển tướng, trong khi cái cuộc tháo chạy của ông của Mỹ tại, chúng ta gọi là tháo chạy của Mỹ tại Afghanistan thì rõ ràng là không có thứ tự, không có trật tự, không có chuẩn bị, kể cả Bộ Quốc phòng, kể cả CIA tình báo hoàn toàn bị động, do rút một cách quá vội vã, cho nên quân đội của Taliban tiến vô một cách ào ạt. Mà đi bằng cái gì thưa quý vị? Quân đội của Taliban đi bằng xe truck, đi bằng những xe Honda vân vân và vân vân, nó có khi đấy đâu. Nhưng mà sau khi mà đánh chiếm, không, nó không đánh nữa, sau khi nó chiếm được những cái căn cứ vào trong những căn cứ của Hoa Kỳ và căn cứ của quân đội của Afghanistan để bỏ lại nữa, nó lấy cái khí giới tối tân, nó tiếp tục đi vào thủ đô. Và vì vậy cho nên tất cả cái toàn bộ cái khí giới lên tới hàng tỷ đô la của Mỹ bỏ lại tại Afghanistan thì quân đội của Taliban, tụi Taliban lãnh hỏa lấy hoàn toàn. Bây giờ nhìn vào cái lực lượng của Taliban thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy rằng Taliban có mấy chục ngàn quân thôi, trong khi đó quân đội của chính phủ Afghanistan nó lên tới 300.000 lính và có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ nữa. Mà tại sao mà sụp đổ một cách nhanh chóng như thế? Với sự sụp đổ nhanh chóng như thế này thì chúng ta phải công nhận là sự chiến đấu của quân đội Việt Nam Cộng Hòa rất là hùng dậu, bởi vì quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải chống tới với lại quân đội Bắc Việt cộng với lại sự cố chấn và hỗ trợ của Nga và Trung Cộng, trong khi Mỹ cắt viện trợ Việt Nam Cộng Hòa và một số tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa đã từ chiến và đã tự sát. Do đó rõ ràng là nếu mà so sánh thì tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa anh hùng hơn, tư cách hơn các tướng lãnh của Hoa Kỳ, kể cả đối với ông Bộ trưởng Quốc phòng. Đáng lý Mỹ rút tháo chạy một cách như là vội vã và bê bối theo kiểu này nữa, thì đáng lý là những người ông tướng mà chỉ huy như thế, kể cả ngay là tổng chỉ huy quân đội là ông Biden ấy, phải tự xử, chứ không phải để cho người ta trong tương lai sẽ đem ra để mà mổ xẻ về lịch sử, cũng như là đem ra để có thể mang ra ra tòa án để quyết định cái tội phạm của ông ấy. Bây giờ chúng ta nhìn vào trong cái việc rút chạy này, thứ nhất là Mỹ để lại toàn bộ khí giới mà những loại tối tân nhất của Hoa Kỳ dùng tại Afghanistan cho Taliban. Vậy thì cái số khí giới này sẽ đi đâu? Có những khí giới mà chúng ta biết rằng làm Mỹ sẽ giữ hoàn toàn, muốn giữ bí mật, không muốn cho các quốc gia khác, chẳng hạn là Trung Cộng hoặc là Nga, có thể sao chép. Nhưng mà bây giờ đó, thì nó lọt vào trong tay của Taliban. Và khi nó lọt trong tay Taliban thì trong tương lai Taliban sẽ đổi khí giới này cho Trung Cộng hay cho Nga, bán khí giới này ngược trở lại Trung Cộng cho Nga để lấy tiền cho mình. Đó là cái điều mà người ta có thể thấy được như thế. Một điều nữa đó, thì khi mà quân đội Taliban vào trong chiếm các thành phố đó, thì chúng ta thấy một điều là dân của Afghanistan rất là sợ,
trốn chạy, bởi vì 20 năm là đối đầu với nhau, dân của Afghanistan trốn chạy, và những đội bóng bóng đá của Afghanistan đã phá bỏ tất cả những cái phương tiện của mình, những đồ tập tất cả phá luận, và những là nói nhau để có thể đổi tên đổi họ trốn về nơi khác, bởi vì những đội bóng đá của Afghanistan nó là một cái biểu tượng mà bụi Taliban không thể chấp nhận được. Đó là cái điều mà ai mà người ta những tin tức cho chúng ta biết, và chúng ta cũng nhìn thấy ảnh của một bà mẹ đã chuyển đứa con qua hàng rào dây kẽm gai để mà đưa đứa con đó vào tay của lính Mỹ để người Mỹ sẽ có thể đem đứa trẻ đó về bên Hoa Kỳ. Thưa quý vị, khi mà chúng ta sinh con cái thì có người mẹ nào mà nỡ dứt ruột bỏ đứa con của mình để mà cho người khác đâu, rất khó, chuyện đó rất ít khi xảy ra, trừ phi mà nghèo lắm, trừ phi mà trường hợp như là có thể liên quan tới sinh mạng của mình thì người mẹ có thể hy sinh tính mạng của mình cho em bé. Thì đây, người mẹ của Afghanistan, khi quý vị mà có con cái thì quý vị biết thương, quý vị thấy cái cảnh này và mới nghĩ đau khổ cho những người dân Afghanistan. Người mẹ này đã phải đẩy đưa đứa con qua hàng rào dây kẽm gai cho người lính Mỹ mang về bên Hoa Kỳ. Đó, cái hình ảnh đó là hình ảnh mà nếu mà những người nào mà có lương tâm chụp ảnh này, chụp cái ảnh này, thì đây là cái ảnh mà chúng ta phải nói là để đời, để mà nói rằng cái sự tàn ác của lính Afghanistan, của lính Taliban tới mức độ nào, và người ta sẽ có thể thấy rằng, người ta có thể thấy rằng cái sự thù hận với chính quyền của Hoa Kỳ đã 20 năm ở trên đất họ, đất Afghanistan, mà rồi nỡ lòng nào một sớm một chiều xóa bỏ cả một quân đội, mà trong khi đó quân đội Afghanistan chỉ cần huấn luyện và cho người ta khí giới thì không. Bây giờ chính quyền của ông Biden tạo nên cái điều kiện là sụp đổ, không có chuyển giao một cách như là và hướng dẫn huấn luyện đàng hoàng. Chúng ta họ thường tưởng tượng là nếu mà đây là dưới thời của Tổng thống Donald Trump thì ông có biện pháp ngay: mày vi phạm cái hiệp ước à, ta tấn công mày, để dùng cái phương tiện không quân nhưng tiêu diệt ngay. Cái hồi của ông Tổng thống Donald Trump, chúng ta thấy là ông mời vào trong cái cannabis họp mà vừa mới tính họp thì tụi bên kia nó khủng bố, ông chặt ngay và tiêu diệt ngay. Chứ đừng có đổ thừa, ông Biden là cái người mà hay đổ thừa cho người khác. Chúng ta không nên đổ thừa nếu chúng ta là người có trách nhiệm, và nếu chúng ta là cái người mà hiểu rằng mình có tư cách ấy, thì không bao giờ nên đổ thừa cho người khác. Mình phải bảo đây là trách nhiệm của tôi, và đây là trách nhiệm của những người thừa hành của tôi đã không có khả năng, vì tôi đã bổ nhiệm những người đó thiếu khả năng, thành ra tôi cũng chịu trách nhiệm trong cái việc đó. Thế nhá, tôi không chịu trách nhiệm, có gì sai cứ đổ thừa cho người khác, và khi đổ thừa như thế không nhận mình sai thì lịch sử nó đâu có phải là nó nghe đổ thừa đó là tôi tin đâu. Lịch sử sẽ có tất cả những cái chứng cứ, rồi chúng ta sẽ có tất cả những chứng cứ của cái bức thư của ông Lincoln gửi cho Tổng thống Afghanistan như thế nào, rồi chúng ta sẽ có những cái email giữa những ông Biden sẽ nói chuyện như thế nào, và chúng ta trong tương lai chúng ta sẽ có những cái chứng cứ là cái người đứng sau, dàn dựng sau cái việc này là ai. Chắc chắn là người ta sẽ thấy rằng ông Tổng thống cũ là ông Obama đã dàn dựng như thế, bởi vì ông Obama là cái người đã dàn dựng lên, đã tạo nên cho tụi Taliban mạnh. Bởi vì trong cái thời kỳ 2014 thì chúng ta nhớ rằng ông Obama đã cố gắng hết sức để có thể thả những cái tên tù nguy hiểm và có khả năng để mà lãnh đạo cái cuộc chống lại Hoa Kỳ. Năm tên đó được Obama thả ra, và khi mà năm tên đã được Obama thả ra thì những tên này đã trở thành lãnh đạo của Taliban. Cái tên là Khairuddin Khaywa và Mohammed Nabi Omari, thì những hai tên này là những tên mà ở trong ban lãnh đạo của Taliban đã đi vào thủ đô của Taliban, cùng với lại ba cái tên nữa. Thì năm tên này là được thả ra từ cái trại tù Guantanamo ở gần Cuba để mà
phục hồi cái khả năng chiến đấu, khả năng lãnh đạo của Taliban. Cho nên ông Obama là một trong những người mà trong tương lai sẽ phải trả lời trước lịch sử tại sao ông ấy muốn phá bỏ Hoa Kỳ qua cái việc mà thả những tên, để những tên này về lãnh đạo chống lại Hoa Kỳ. Trong khi ông Obama thời kỳ đó, ông thuyết phục dân Mỹ rằng những người này, những cái tên ở trong trại tù nguy hiểm này không phải là nguy hiểm, cho nên thả nó ra. Nhưng mà thả nó ra để cuối cùng nó lãnh đạo thì có phải là cái người phản quốc không? Đó là cái điều mà chúng ta nhìn thấy cái nhóm ở đằng sau, cái gọi là cái những cái tên đằng sau để tạo nên cái vở kịch của Taliban lần này chắc chắn là có bàn tay lông lá của những người muốn phá hoại nước Mỹ. Và ông Biden chỉ là cái gì? Ông Biden chỉ là cái con cờ đưa ra để thực hiện một cách rất là máy móc và không biết suy nghĩ gì cả. Bây giờ sau cái ván cờ, sau cái trận của Obama này, rồi của Afghanistan này nữa, thì chúng ta nghĩ rằng cái vai trò của ông Biden đã hết, và người ta có thể thay cái vai trò này bằng cái người khác, đó là bà Kamala Harris. Nhưng mà hơn 50% những người Mỹ bây giờ người ta chán ghét cái những người lãnh đạo một cách rất là tầm thường đó, cho nên hơn 50% những người Mỹ người ta bắt đầu thấy rằng bà Kamala Harris cũng không phải là cái người có khả năng lãnh đạo. Ông Obama, ông Biden không có khả năng lãnh đạo thì đúng rồi, bởi vì cái sứ ngôn viên của đài, tất nhiên là bà con của ông McCain, bà nói rằng Biden không unfit for the commander, có nghĩa là ông Biden không xứng đáng trong vị trí lãnh đạo. Bây giờ cái vai trò của ông Biden đã xong, coi như là đã dùng cái ông Biden để mà xóa sổ của nước Afghanistan và thay vào đó bằng nước Hồi giáo, trong tương lai sẽ cộng tác với lại Iran và các quốc gia khác để chống lại Hoa Kỳ. Và đồng thời thì Trung Cộng trong tương lai sẽ lợi dụng cái việc mà Mỹ rút ra khỏi Afghanistan và bỏ trống đó, Trung Cộng sẽ nhảy vào trong đó để hưởng lợi rất nhiều qua cái con đường tơ lụa sẽ đi qua Afghanistan và vào tới Pakistan. Và chính đó là lý do mà Trung Cộng trong thời gian vừa rồi vừa nhìn cái kiểu mà ông Biden điều hành đất nước và điều hành và điều quân khiển tướng đó, vừa cười vào mũi của ông Biden và vừa cười vào mũi của người dân Hoa Kỳ rằng tại sao người dân Hoa Kỳ trong cái thời gian năm 2020 lại chọn một cái người mà không có khả năng để lãnh đạo đất nước mà đem lại cho chúng ta nhìn thấy cái kết quả tồi tệ như ngày hôm nay. Và thưa quý vị, cái chương trình của chúng tôi đã hết, và chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị đã cùng chúng tôi chia sẻ những cái suy nghĩ của mình với cái cuộc chiến này và suy nghĩ tới thân phận của đất nước của chúng ta cách đây năm 1975.